Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin thị trường ngày 12 tháng 10 của Đài truyền hình Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin thị trường chuyên đề thương mại miền núi biên giới hôm nay sẽ là thông tin từ Tổng cục Hải quan ước tính trị giá xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 9 đạt 250 triệu đô la Mỹ, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sầu riêng là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Nguyên nhân là từ giữa tháng 9, Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch mặt hàng này vào Trung Quốc. Còn tính đến ngày hôm qua 11 tháng 10, nước ta đã xuất hơn 5.000 tấn sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc. Về cơ bản, việc xuất khẩu chính ngạch sầu riêng tương đối thuận lợi.